Không sợ mẹ nghe tế theo này. Chả sợ đâu ạ. Ok. Where is it? Okay, answer. Okay, we have two answer here. Okay, this one. Okay, this one your father, right? This one your mother. Okay, before do this. Okay, all this one you know, huh? You already know. So family tree. Okay, owner, right? Okay, family tree là gia phả đúng không? Rồi ở đây chỉ là okay, this one is a fundamental one, the basic family one. Một cái gia đình cơ bản thôi nhá. Đây chưa phải là một cái gia đình phức tạp. Not a complex one. Rồi, complex one giống như kiểu gì nhỉ? Gia đình kiểu Việt Nam đúng không? À, gì nhỉ? Cậu mợ rồi, nhà gái, nhà trai các kiểu đúng không? Rồi, cái này chỉ là một cái dễ thôi. Okay, this one. Rồi, dạo này cô bị nghiện uống cái nước gì nhưng mà cũng sợ bởi vì là uống xong tỉnh tỉnh như sáo đến tận lúc nửa đêm luôn. Nhưng mà bởi vì cô đang thi nên là tôi cũng nghĩ là thôi cứ kệ, uống hết kỳ thi. Nó giống kiểu cà phê. Mà cô uống cà phê cũng còn chẳng bao giờ thức đến tận đấy 3-4 giờ sáng. Thế mà cái loại này nó kiểu gì? Trà này nó mạnh hết. In my family, I love my mother the most. Oh, my mother has brown hair. Oh, brown hair. This is a natural hair. All the color hair. The colored. Mẹ con đi nhuộm. The colored là màu, tô màu khác, gọi là nhuộm màu khác. Hay là the natural hair. Tóc tự nhiên nó màu nâu rồi. Con mẹ em nhuộm ạ. Okay, this one is color hair, right? Okay, and then black eyes. Okay, black eyes. This is normal, right? Rồi cái này khá là bình thường. Cái black eyes khá là bình thường. Nhưng mà cái brown hair này nó sẽ là cái đặc biệt đúng không? Brown hair. Bởi vì thường là người Việt Nam thì thường tóc màu đen đúng không? Và brown hair là một cái rất đặc biệt. Okay, this one. Rồi, ghi nhận. Oh my gosh. Ok, cô rất sợ luôn. Cái máy của cô dạo này nó bị gì? Ok, this one, next one. Black eye. Black eyes. My mother is tall. She's very smart. Ok. Ok. Rồi, black, brown hair là gì nhỉ? Personal video. Nào, mình có hai loại đúng không? Đây là lý do tại sao cô lại cho hai cái này. Đây là con đang viết cục lại rồi. Đây là cô đang để như này là để hai đoạn đúng không? Thôi con viết cục cũng được. Ok, nhưng mà để phân biệt nhá. Appearance. Ok. Appearance. Ok. This one yellow, huh? Appearance in yellow and personal lady. Ok, another color. In green, huh? Ok, so difference yet. So this one, smart here, is personal lady, okay? Okay, come back here, we have, okay, something here, tall, okay, very good, she tall. Rồi, cái này là cô ấy tall, cô ấy cao đúng không? Rồi, đáng ra cái chỗ smart này, con phải để ở đâu con biết không? Bởi vì cô thấy ở dưới này đang bảo mẹ là một... giáo viên đúng không? Giáo viên dạy toán mà lại học giỏi toán. Giáo viên dạy địa. Đúng rồi, địa mà lại học giỏi mà lại giỏi toán thì tức là cái smart này, hai cái ý này là bổ trợ cho ý này đúng không? Cho cái ý smart đúng không? Is it correct? Rồi, thế thì giống như kiểu cô lần trước cô bảo con ấy. Khi mà con biết là người ta làm thế nào đấy, người ta như thế nào đấy. Okay. Khi mà miêu tả tính cách đúng không? Thì phải để nó ở ngay để lý do ở ngay đằng sau cái chỗ mà mình nói chứ đúng không? Ví dụ nói mẹ thông minh, she's very smart. Okay, because okay. Rồi, con có thể nói này trước.
She is a geography teacher, but she is very good at math. So this is the reason why she is very smart. Can you understand? Đấy là lý do tại sao mà cô ấy giỏi, cô ấy rất là thông minh. Okay, rồi. This one. Okay, rồi để cô copy này xuống nhé. Okay, this one. She's very good teacher at math. I leave it here. Can you still hear me? Smaller? Tiếng nó nhỏ hơn không? Nếu mà cô để đây. No, okay. Now, okay. This one. She is a geography teacher. But she is very good at math. This one, math nhé. Bởi vì math đây là viết tắt. Okay. At math. Okay. And then, this, rồi, khi mà để nói đây là lý do cho việc gì, thì mình sẽ nói là this is the reason why she is very, okay, change very, okay, very. Hôm trước có từ gì nhỉ? Hôm trước cô cho từ, forgot, okay, for it. Okay, wait a minute. Từ gì bằng unbelievable ấy, nhớ? Remember? This one. Unbelievable. Here. Incredible, đúng không? Incredibility. Okay, this one. She's very increased. Boy. Okay. Is it correct? Correct spelling? Yeah. I-N-C-R-E-E-L. Okay, I'm not sure. Oh, D-I. D-I here. Okay. Okay, she's very incredibly smart. Or, thôi. Smart là một từ bình thường đúng không? Rồi, thế nhưng mà hôm trước cô dạy con một từ gì nữa? Interesting. No, interesting đâu. Sen, từ gì có ý nghĩa là thông minh đấy. Sensible, right? Remember? Yeah. Sensible, okay. Rồi, đến lúc áp dụng mà rồi chứ đúng không? Sensible. Okay, then next one. She's very... she love... okay, something wrong here. Love what? Okay, love what? Here. You need okay, straight out. Okay, she loves life. No, loves. Phải chia động từ chứ đúng không? Rồi, có rất nhiều cách để nói thích đúng không? Thích một cái gì đó mình có thể nói là interest. She is interested in đúng không? She interested in or she's rồi. Hôm trước cô cho chưa nhỉ? Cái list mà những cái từ mà bằng với từ list á, à bằng với từ like á, love này, be interested in, okay, be fond of, fancy, anything else, fancy, rồi, okay, ngoài ra thì mình có từ favorite. Ok, xong cộng với một danh từ đúng không? Yes. Rồi, my favorite. Rồi, that's it. Rồi, mình có một cái cụm này. This one. Yeah. Ok, can you see? Yeah. Ok, rồi, con thể thay từ like, love bằng những từ này. Ok, wearing black fish. What is black fish here? What is the meaning of it? Bộ váy trang trọng. Okay, bộ váy trang trọng, tính từ mới à? Okay, cái tính từ này là miêu tả vật nhá, không phải để miêu tả người. Okay, very good this one.
So I put here another color. Okay, this one not the appearance, not a personality of people, right? Nó không phải là biểu miêu tả ngoại hình hay miêu tả tính cách con người đúng không? Này là miêu tả address, miêu tả dress. Okay, vậy nên là cô để màu khác nhá. Okay, I put it in orange. Okay, wear beautiful jewelry. What is jewelry here? Remember? Là trang sức nhỉ? Yes, very good. Có à? Có luôn. Ooh. Okay, this what is it? Diamond? Diamond or gold? Vàng à? Hay là kim cương hay gì? Okay, now next one. She is a geography teacher. Okay, this one I close this, huh? Close this. Uh-huh. Can you see? I put it in another paragraph. Okay, so this one. No, huh? Straight out here. Okay, so next one. I think my mother is a good mother. Okay, very good this one. Good mother. Okay, rồi ngoài từ good ra mình có thể dùng những từ gì nhỉ? Nice mother, đúng không? Nice. Còn nice và good thì giống nhau này. Ngoài ra thì còn ý nghĩa gì, từ gì nữa nhỉ? Rồi, con có thể nói là trustworthy mother được không? Yeah. Về mẹ đáng tin cậy, reliable mother, right? Hay làm gì? Về mẹ vui vẻ hay là người mẹ sympathetic? Dễ dàng đồng cảm với con. Ok. Rồi, rất nhiều từ đúng không? Ok. Ok, so this one. Trustworthy. Ok, câu này là câu miêu tả personality. Bởi vì từ good thì quá chung chung nhá. Ok, so I put it here. Nào, thế bây giờ ví dụ cô bảo là ok. She is also a trustworthy person. Also trustworthy. Now, also trustworthy. Okay, give me a reason. Tại sao mẹ lại đáng tin nhỉ? Give me a reason. Không, nếu mà không nói được reason nhá, thì con có thể nói implicator. Tức là cái việc mà gì mà gọi là gì nhỉ? Từ cái việc mà trustworthy này nên là con có thể làm được những gì với mẹ. For example, you can say everything with your mom, right? You can tell your mom your secrets, right? Secrets. Nói bí mật của mình cho mẹ được không? Have you ever say something to your mom? Okay, something secret. Something like, okay, something you do wrong. You did wrong. And you never dare to say with your mom. Có bao giờ sai một cái gì đấy mà không bao giờ dám nói với mẹ không? Mà cuối cùng dám chia sẻ với mẹ không? Have you ever? Ngày xưa cô nhiều lắm. Okay, một thời. Okay, this one she is also trustworthy. So I can share everything. With her. Okay, like that. Cô ấy rất là đáng tin nên là tôi có thể chia sẻ bất kỳ điều gì với cô ấy. Share everything with her. Okay, so next one. Okay. Because she's very hardworking. Okay, hardworking here. Rồi, cái này là, okay, which one this word is? Okay, this one is personality or appearance. Tell me. Personality. Yes, personality. So I put it in another graph, huh?
Rồi, vậy thì cô sẽ để nó xuống đây được không? Ok, I put it here hả? It's still correct, but I will correct it for you hả? Rồi, cô sẽ giúp con sửa câu này nhé. Ok, she takes care of me and my father every day. Ah, this one is the same sentences. So this one is supporting for hardworking. Rồi, cả cái ý này ở trong cái câu hardworking. Vậy là cái ý này là support, là hỗ trợ cho cái ý hardworking à? Mẹ tôi là người làm việc rất chăm chỉ và mẹ tôi chăm sóc bố tôi, tôi và bố tôi cả ngày. Ok, this one, correct. Ok, ngoài ra thì còn từ gì mà thay chăm sóc? Ok, no right, only this. Ok, rồi mỗi từ đấy thôi. Ok, now, this one. Because... Ok. 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 Take care of me. À, chỗ này biết chia động từ rồi nè. Very good. Of me and my father every day. Ok, very good. And then here, because, ok, all this thing I close, huh? Close, ok. Although sometimes she is a fatty dessert. What is it here? What is it? Khó tính cậu ấy. À, thế là bằng với cái từ bad temperate này hả? Is it correct? Okay. Now, okay, I copy from here to here. Okay. Okay. Sometime. Author. Okay, I forgot the word author. Author sometimes. Sometimes thêm mấy hộp cô nhá. She is very fastidious because now. Đằng sau từ because cần một mệnh đề mà ở đây con có từ hard work. Where's the okay, this one, where's the subject? Cần một mệnh đề mà đúng không? Vậy thì mình cần một chủ ngữ nữa ở đây. Because hoặc là nếu con muốn biến cái này thành danh từ thì sẽ là because hard work, because of, đúng không? Okay, hoặc là due to. Rồi, thay cho cô ở đây due to nhé, đằng sau là một danh từ. Due to. Okay, due to. Okay, hard work. Gì nhỉ? Rồi, ở trên cô có từ hardworking rồi, bây giờ cô không muốn dùng lại nữa được không? Ok, rồi thay bằng một từ khác nhé. Due to difficulty. Oh, difficulties. Rồi, những khó khăn. Rồi. What is it here? Con ở đây con có từ although mà đúng không? Vậy là phải có một mệnh đề nữa. Although, rồi cho cô thêm một mệnh đề nữa nè. Mặc dù thỉnh thoảng mẹ rất là dễ nổi cáu bởi vì những khó khăn trong cuộc sống đúng không? Nhưng mà sao? Still. I don't have my mother. Okay, so thêm một vài idea nữa nhé. Okay, something here. Không có gì ở đây. Okay. Now, this one, just because it's difficult, trust my
my mother. Okay, I still trust my mother. And never hit her. Okay, I still trust my mother. Never hit her. No, let go now. So my mother is not beautiful, but rồi có dâu rồi không có bắt nữa nhá. Vâng ạ. Okay. Có dâu thì cũng không có bắt nữa. Okay, but my heart is in my heart is the most beautiful mother, and I love my mother the most. Okay. Now this one. Okay, I put it. Okay. This one can be the conclusion. You can put it here. Okay, this one. À, rồi. Câu này vừa beautiful thì nó là gì nhỉ? Đẹp ạ. Đẹp đúng không? Okay, this one. Highlight it in yellow. But my heart is the most beautiful. Okay. Rồi, câu này thì đáng lẽ ra nó phải ở appearance đúng không? Nhưng mà câu này cô sẽ đặt ở cuối câu nhé, cuối đoạn này, tức là cô sẽ chuyển nó xuống phần kết luận nhé. Ok, tức là cho cô một phần nữa ở đây nhé. Ok, conclusion here. Conclusion. Conclusion là kết luận nhé. Ok, conclusion. Rồi, conclusion là mặc dù mẹ không đẹp nhưng mà vẫn yêu mẹ. Okay. But in my heart, she is the most the most thay cho cô cả cụm này bằng the best được không? The best mother. I love my mother the most. Okay. Mother the most because of all the things she has done to me. Rồi, tôi vẫn yêu mẹ bởi vì tất cả những gì mà mẹ đã làm cho tôi. Ok, nghe hay hơn không? Ok, rồi, this one, done. Okay, so this one I close it, huh? Close it. Okay, very good, huh? Okay, rồi vậy là như này một đoạn văn nhé. Rồi tự đọc lại cho cô được không? Okay, nào bên một phần này nhé. Phần này trước này, xong đến phần ở dưới này, và xong tí nữa cô sẽ để cho con phần dưới này nữa. Okay, so this one. Where is that this one? Okay, conclusion, and then I put a area here. Okay. So now your turn. In my family. In my family, I love my mother. Even more, my mother has brown hair and black ears. My mother is tall and she loves wearing leather dress and wears beautiful jewelry. She is a great teacher, but she is very good at math. This is the reason why she is very ingrained in math. She is a lot
just working, so I can share everything with her because she very hard working. She takes care of me and my father every day. Although sometimes she is okay, last part. Though my mother is not beautiful in my heart, she is the best mother. I love my mother the most because of all the things she has done to me. Sorry, have done. Sorry. Những gì mẹ chưa làm cho con nhầm. Quên, sorry nha. Okay, so come back here. Rồi có một số từ cần vệ sinh nè. Okay, laugh. 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 Okay, chỉnh lại cho cô nhá. Brown. Brown. Brown hair. No, hair. Brown. Hair. Brown hair. Đúng rồi. Hair. Rồi, cái này không phải là ear nhé. Giọng con bị sao nhỉ? Đây không phải là ear nhé, mà nó là eyes. Okay. Okay, next one. She loves wearing a lavish dress, wearing a beautiful jewelry. 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 Okay. Jewelry. Okay. Geography. 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 Okay. And then math. 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 Lưỡi đặt giữa hai răng. Math. Okay. Math. Math. Okay. Trustworthy. Trustworthy. No. Lưỡi đặt giữa hai răng. Âm này. Trustworthy. 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 Rồi. Thử mỗi từ phi ra nè. Phi. Phi. Lưỡi đặt giữa hai răng. Fee, đúng rồi. Just worth fee. Just worth fee. Cô vẫn nghe từ thi. Rồi, just worth fee. Lưỡi đặt giữa hai răng. Just worth fee. Lưỡi đặt giữa hai răng chưa? Đừng đặt nhẹ nhàng nha. Okay. Let me see, let me see. Okay. Now, okay. Lưỡi đặt giữa hai răng cho cô trước nữa xem nào. Fee. Đúng rồi. Fee. 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 To lên nào, louder. Fee. Không phải, vẫn thi. Fee. Thử đặt tay vào cổ họng xem nào. Có thấy rung không? Nếu mà con đọc từ fee, cái âm f của con ấy. F. Fee. Fee. Lưỡi là thẳng ra giữa. Giữa hai răng. Lưỡi thì con hơi bị cái quá rồi, lại nào. Fee. Okay, fee. Now just what fee. Just what fee. Thi à? Cô vẫn nghe thi nhỉ? Cái con biết tại sao của con lại là thi không? Bởi vì là cái âm của con bị rung. Cái âm đấy nó chỉ là cái âm mà kẹp giữa hai răng để làm gì? Để gió lùa ra răng đấy. Đúng khẩu hình miệng là nếu mà đúng cái như thế là gió phải lùa được qua răng. Fee. Think. Think. Rồi thử ra cô từ think nào. Think. Think. Đọc mà đến khi khi nào về nhà thử đọc nhá. Đọc mà cảm giác như kiểu mà mấy lần đọc đầu tiên á, mà nước bọt phải bắn ra được ngoài thì mới đúng. Đó. Think. Think. Tức là gì? Tức là cái âm đấy là âm gió đẩy ra ngoài. Tức là khi mà con đặt tay ở trước miệng là phải có âm gió. Think. Think. Có thấy gió không? Rồi, ok. Còn nếu mà không thấy gió thì tức là cổ họng đang rung. Cổ họng rung là không đúng. Âm f. Không được rung nhá. Ok. Rồi, hơi khó một xíu. Nhưng mà của con vẫn có thể làm được. Bởi vì sao?
cô dạy có những cái bạn mà bé bé bạn lớp 3 ấy không có răng cửa, không ấm gió, toàn cứ thinh thôi, cô không biết làm sao cả, thôi cũng đành vậy đợi mọc răng. Đấy, thế nên là mình có răng mình phải biết tận dụng nhá. Ok. And share everything. Rồi, âm này lại là cái âm khó này. Everything. Every. Everything. Nào, âm này thứ Every. nhất là âm này là âm câm này. Every. Everything. Âm này âm Every. câm. Âm này là âm v, tức là nó chỉ đến v. Cửa. Every. Âm vậy thì làm sao để lấy được âm này nhỉ? Chữ âm này. Bỏ. Răng cửa đặt xuống môi dưới. Âm này âm hữu thanh, rung cổ họng. À, còn âm vô thanh là âm gì nhá? Âm vô thanh có thấy chữ fancy không? Fancy, Đó. đúng là chữ phở ở Việt Nam luôn. Là cũng răng cửa đặt hai âm này giống nhau. Cửa gì nhỉ, gọi là gì, cửa khẩu à, không, khẩu hình miệng giống nhau. Răng cửa cũng đặt ở trên răng răng trên, hàm trên cũng đặt trên môi dưới. Thế nhưng mà âm này là âm không có âm phờ, fancy thì lại không có thanh. Fancy ở đây thì lại không có thanh. Ok, mà chỉ có âm gió thôi, chỉ có giống như kiểu chữ S ạ. Fancy. À, còn âm ở dưới này thì lại có à đâu, sorry, chữ gì nhỉ? Chữ à đâu, âm này. Rồi, âm này lại có thanh. Every, 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 every. Rồi, cái vấn đề hơi khó này. Rồi phân tích ra thì rất nhiều cái khó đúng không? Đọc thì bắt chước thì dễ nhưng mà thực tế là hơi khó này. Rồi, thế nên là tuần sau nghỉ là cô sẽ cho một cái video nhé. Hoạt hình. Hoặc là phim gì đấy. Thế xong ngồi bắt chước của cô nhé. Chỉ tầm khoảng độ 5 phút thôi. Nhưng mà practice làm nào mà nó giống được cho người ta nói nhé. Nào. Âm này là âm... rồi, âm này là âm lưỡi đặt cong lên. Giống kiểu dạng thanh ấy. Rồi, lưỡi cong hẳn lên trên. Every, 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 everything, everything. Ok, everything. Rồi, cái âm này rất khó nhá. Về luyện tập lại cho cô nhá. Lưỡi đặt giữa hai răng mà chỉ thấy gió đi ra ngoài thôi. With cũng thế này. Her, can share everything with her. Share. Đọc cho cô từ share nào. Share. Very good. Share. Đúng rồi đấy. Share. Rồi, cô thấy lưỡi có vẻ cong rồi đấy. Chỗ này lưỡi hơi cong rồi đấy. Rồi, because she's very hard. Rồi, từ từ này lưỡi cũng phải cong. Hard. Hard. D. Âm cuối của cô nhỉ? Hard. Hard. Ok, hard working. Takes care. Care. Rồi, từ này âm lưỡi cũng phải cong. Care. Ok. Father. Âm cuối lưỡi cong. Father. Father. Ok. Đúng rồi, tương tự chỗ này every day. Every day. Every day. Ok, although. Rồi, tương tự chỗ này lưỡi đặt kẹp giữa hai răng này. Author. Author. Author sometimes. Con. Sometimes. Thêm S cho cô nhé. Trên bài con chưa có S đâu. Không có S là thành một từ khác. Không có S là sẽ thành như kiểu là một lần nào đó trong tương lai, vài lần nào đó trong tương lai. À, còn đây sometimes thỉnh thoảng, tức là trong hiện tại đúng không? Về việc đấy lặp đi lặp lại. À, đó nên phải để ý nhá. Ok, trust. Trust. Still. Trust. Still. You. Never. Never. Lưỡi đặt Never. lên trên một xíu. Never. Never. Ok. Now this one. Never. Now. Heart. Heart. Âm A. Heart. Âm A dài. Âm A dài. Heart.
Rồi lưỡi cong lên heart. Ok, very good. Ok, done nhỉ? Have done. Ok, this one, next one. In my family. Ok. My father is the one I love the most. Ok, very good. Is the one I love the most. My dad is short and he is. Hôm trước cô cho làm cái bài ấy mà lại không học được cách của người ta. Quên hả? Ok. A little bit here. Where is it? This one hả? Ok. Thấy gì đấy không? Tức là khi con nói những cái trung bình mình phải có of. Có nhìn thấy không? Ok. Rồi đấy là lý do tại sao làm bài là phải để ý nhá. Ở đâu nữa nhỉ? Yeah. This one of. Can you see? This one is the reason I want you to do this. Rồi. Làm bài tập về nhà không phải là làm để chơi. Đúng không? Làm để nhớ xem người ta đã viết được những cái gì vào đúng không? Ok. So come back here. This one is the word of. Of here, right? Okay, I put it for you. Here, of. Rồi, tí nữa cô sẽ gửi lại cho nhé. Don't worry. Rồi. Ơ, nhưng mà cô gửi lại thì mẹ con chắc là thôi, mẹ con chắc không đọc đâu. Có sợ mẹ đọc không? Sợ bố mẹ đọc không? Okay. Mẹ con đọc thì nó chả nhớ được. Rồi, okay. Next one, my dad is very smart. He's a good teacher. A good at math. Okay. He good. Oh, cả hai bố mẹ đều good at math luôn. Sướng nhỉ? Ngày xưa cô muốn hỏi bài bố mẹ không em được. Bịa đấy ạ. Mẹ em. Hỏi bài bố em không được mà. Ừ, mà ngày xưa cô phải chạy, có khi bài khó phải chạy sang tận nhà hàng xóm để gặp chị nhà hàng xóm. Chị hơn cô tận 2 tuổi. Đấy. Đó. Bố mẹ không giải được. Chịu. Ok. I think my father is a good teacher. À, cả bố cả mẹ đều là teacher à? Is it correct? Yeah. Ok. Because he help. Oh, this one, what is it? Help me. Help me, right? Loop, đúng không? Ok, this one, no, hả? Huh? Something wrong here. Help. Ok, what's wrong? You need water? If you need water, take water. Ok? Ok. Next one, help me to... Oh, very good. Oh, what is it here? Lot, right? What is it? Lot of. Yes. Correct. You need to have one L here. A lot of difficult lesson. Oh, do more. A lot of more là gì? More. Nhiều hơn á? No, this one a lot of it enough. Bài tập khó à? Bài tập khó hơn á. Nhiều bài tập khó à? Nhiều bài tập khó thì chỉ cần a lot of đã là nhiều rồi, không cần more nữa. Okay, my father was sometimes difficult to calculate. Sao bố thỉnh thoảng bố rất khó tính. Khó để tính á. Hay ý con là khó tính, là kiểu khó tính. Mang tính. À không, tính ở đây. Ừ, nhưng mà tính ở đây không phải là. Trời ơi. Do you know what it calculate? What is it? I show you, hả? Huh? Có biết calculate là gì không? Do you know what is it? Khó tính. Nóng. Rồi, nhưng mà cái calculate đấy là máy tính. Rồi, có nhìn thấy cái starter của cô không? Có thấy cô đang gõ gì không? Đó. Rồi, calculator lấy gì đây? Calculate là nó là tính cái này này. À, là phân cộng trừ nhân chia, calculate chứ không phải là khó tính. No.
Okay, something wrong here. Rồi con ghép từ khó và từ tính mà thành khó tính. À, tính ở đây cái tính của con calculate là gì đấy? Calculator là nó là cái tính cái này nè. À, is it correct? Cộng trừ nhân chia nè. Okay. This one, máy tính của cô hiện đại đấy. Bình phương. Cannot divide. Oh, what is it? Do you know? Cannot divide by zero. Không thể chia cho không. Không có bất kỳ số nào chia cho không được. Okay, so come back here. My father was sometimes difficult to calculate. Cô lại đang bảo là khó. À, cô hiểu được ý nghĩa con khó tính đúng không? Nhưng mà khó tính ở đây đâu phải thế đâu. À, khó tính ở đây có phải là có phải ý con là strict không? Kỷ luật không? Có phải từ này không? Strict này. Rồi, kỷ luật nhé, thay bằng từ kỷ luật nhé. Strict. My father is kind and... Oh, very good. Rồi, từ này có từ kind hay quá. Kind-hearted là gì ạ? Một tấm lòng tốt, một trái tim tốt. Kind heart. Okay, and generous. Sometimes my father go charity. Is it correct? No. Okay, this you make up the story, huh? Okay, now, nhưng mà this one. Đây là thì hiện đại đơn, vì vậy là mình phải có gì? Girls, not go. Yeah. Sometimes, right? Girls. Okay, this one girls, huh? Charity, very good. I very love my father. Okay. Now, okay, thay từ này bằng từ strict nhỉ? Bài này thì cô không sửa nhiều lắm. Vậy sửa quá. Okay, strict. Okay. Rồi, như này là được rồi. Rồi, can you, vừa quên. Có một số cái vẫn phải nói này. Gì nhỉ? Be very smart. Rồi. Ý đầu tiên là smart. Okay, this one correct. Ý đầu tiên là smart đúng rồi, tại sao? Đúng rồi, bởi vì con đã cho cô được gì đấy, lý do đúng không? Good teacher. Okay, but, many things here. Difficult lessons, right? Bài tập khó hay là bài, đây là bài giảng nhá. Lesson đây nè. Here's the lesson. I am teaching you, right? So this one is a lesson. Lesson là bài giảng á. Okay, còn đây là bài tập khó đúng không? Ý con là bài tập đúng không? Hay là bài giảng? This one bài tập. Exercise hoặc là homework đều được nhé. Exercise or homework is correct. Exercise. Okay. My father sometimes strict. Rồi. Tại sao lại strict? Give me the idea. Đấy. Cái ý đầu tiên thì được rồi nhá. Cái ý thứ hai, my mother sometimes strict này thì là hơi hơi cột nghĩa này. Okay. Có thấy cột không? Hơi cột ạ. Ừ, bởi vì sao? Cô đã bảo là phải có lý do. Thêm cho cô một lý do ở đây nhé. Sometimes strict. Hoặc là lý do hoặc là từ việc đấy thì con có thể làm gì từ việc bố con strict đúng không? Hoặc là lấy một ví dụ. Sometimes strict because sometimes I did something wrong, right? Thỉnh thoảng tôi làm điều gì đó sai đúng không? I do something wrong. Is it correct? No. Okay. Because I do something wrong. Okay. Now, my father is kind and generous. Cái này là personality nhá. Cái này nó phải là okay, this one personality here. Kai here, right? Kai and generous. Okay,
Nào cho cô lý do tại sao lại là kind generous nào. Ok, any idea? Em nghĩ là đằng sau có lý do mà cô. À có à. Sometimes my father. Ah, ok. Rồi cô nối hai câu này lại nha. Generous because ok, generous. Okay, from okay, generous. In my father is going. Therefore, in my view, okay. Therefore là vì vậy nhé. Học thêm từ nữa, therefore vì vậy. In my opinion là rồi theo ý của tôi thì anh ấy là một người rất là okay. This one. Okay, so this one I close, huh? Close here. Rồi, em cho cô một câu kết luận nữa nào. Conclusion. Conclusions. Okay, this one. No one can replace him. The word. Okay. Okay. Không ai có thể thay thế được anh ý bởi vì anh ý là người bố tốt nhất thế giới. Okay. This one. Can you see? Okay. Hay không? No one can replace him because he's the best father of the world. Okay. So now your turn. Ok, trước khi ấy này, cho cô đọc cho cô những từ này trước đã nhé. Short. 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 Đúng rồi, chưa môi ra nha. Of average weight. Of average weight. 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 Ok, very smart. Ồ, đáng lẽ ra câu này cô phải để xuống đây mình đọc ra cô xíu nha. Okay, copy it to here. Okay, this one. My dad is very smart. It's so less smart nữa. Từ đợi sẽ có xíu nha, sửa lại một xíu. My dad is very smart. He is good at math, English, and literature. I think my father is a good teacher because he helped me to a lot of difficult. Okay, exercise.
exercises, my father was sometimes strict because I do something wrong. Okay. Okay, so now your turn. Yeah. This one from here to here. I close up. Close. Okay. Now, in my family, cái này appearance hơi ngắn nha, miêu tả ngoại hình hơi ngắn. Bố con không hỏi à? Hay là không nhiều dâu à? Hay là gì chứ? Đâu? Con không hỏi, không nhiều dâu ạ. À, rồi, không có đặc điểm gì nhận dạng đặc biệt đúng không? Ok, nào cái có béo béo à, không? Không, bố, average. Con à. Ok. Bố cô thuộc cái dạng mà kiểu béo béo, lại nhiều dâu. Đúng kiểu dễ miêu tả luôn. Tất cả đều có, mấy đặc điểm hói hói đều có hết. Ok, now appearance. À, nhưng mà nếu mà như con miêu tả thì phải rất đẹp trai nhỉ? À, chỉ có hơi lùn thôi. Ok, short, right. Average, ok, now. In my family, start from here. Tôi đọc thử cho cô nghe nào. Tự đọc. In my family. My father is the one I love the most. My dad is short and he is of average weight. My dad is very smart. He is good at math, English, and literature. I think my father is a good teacher because he help me do a lot of physical exercise. My father was sometimes strict because I do something wrong. My father usually goes to charity. Then for my charity, then for in my opinion. He is kind-hearted. And Gareth, the generous. One I can really generous. The one I can replace. Because he is the best father. Okay, generous, kind-hearted. Okay, no, very good, hun. Okay, save here. This one save, huh? Okay, I will send it to you. Okay, so today is okay, rồi, để mà lại nhanh thế. Rồi, ở đây cô có một cái một vài cái question. Cái này sẽ là bài tập về nhà cho con nhé. Okay, mình đã học những gì rồi nhỉ? Okay, what do we have learned? Okay, how many topics do we have? The speaking topic? Three, right? The first one is the leisure activities. The second one is the countryside, right? Countryside, living in the countryside, the life in the countryside, right? And the last one, okay, we already done, right? Describe people, right? Describe people, describing the people. But describe people, we have two types. The first one is the appearance, and the second one is the personality, right? Can you understand? Nhắc lại nha. Mình đã học 3 bài topic, đúng không? Ba loại topic, một là gì? Leisure activities, đó là gì đây? Hoạt động giải trí, đúng không? Okay, the second one, cái thứ hai là cuộc sống ở quê, đúng không? Countryside. And last one, describe people, describing people. Miêu tả người, đúng không? Và miêu tả người có hai dạng. Mình phải nhớ đó là appearance, ngoại hình, và personality, tính cách. Okay?
So this one is about the topic. Okay, what about the grammar? Grammar we already done. Okay, grammar mình có verb in và verb ed nè. Okay, grammar mình có adjective ending with ing and ed, right? Okay, anything else? Mình có comparison, right? Comparison. Okay, done. Okay, vậy là mình cũng học được hơi nhiều đúng không? Vậy bài tập về nhà là mình sẽ có nhá. Ngoài ra mình sẽ có một bài shadowing. Okay, shadowing. Shadowing là bài mà biết bài gì không? No, no, shadowing. Shadowing là cô sẽ cho một cái video, một cái phim ngắn. Okay, khoảng độ 5 đến 10 phút. Okay, and then what happened? You need to call copy the way the character. Okay, talking. Phải bắt chước người ta nói đúng không? Và giống như kiểu diễn viên lồng tiếng ấy. Nhá. Lồng tiếng, tức là để cái tiếng nhân vật, tiếng cái volume của cái phim đấy nhỏ xuống và sau đó record lại nhá, ghi âm hoặc là quay video lại gửi cho cô nhá. Tốt nhất là quay video bởi vì cô không phân biệt được giọng của con với giọng của nhân vật, đúng không? Okay, how can I do that, right? Okay, so done here. Okay, rồi. Vậy là mình sẽ có một là bài tập grammar, một bài tập topic, right? Answer the question, trả lời câu hỏi và một bài tập về shadowing. Rồi, shadowing biết là gì chưa? Lồng tiếng. Lồng tiếng ạ. Rồi, ok. Thế nhá. Rồi, cứ thử xem có làm được không? Bởi vì đoạn video cũng chỉ 5 đến 10 phút thôi. Ok, I'm here. And I will see you later. Ok, goodbye. Rồi, good holiday. Nghỉ một tuần cơ mà đúng không? Take your time to do homework and relax, huh? Okay, see you later. Okay. So sorry, because I have a exam now. Cô xin lỗi nhá. Hãy nghỉ bởi vì cô có bài kiểm tra. Cô có kỳ thi. Okay, thông cảm cho cô nhá. Còn nếu mà muốn học nữa thì để cô liên hệ với một cô giáo khác dạy bù, dạy hộ. À, thế nào? Thích thế nào? À, có muốn dạy hộ không? Yeah. Hả? Nghỉ à? Yeah. Okay, rồi thế nhá. Bảo mẹ thông cảm hộ cô nhá. Is it okay? Okay, see you again later. Bye. Okay.